Sự thật thứ tư. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, lúc Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại Hà Nội, đất nước vẫn chưa thực sự được độc lập, quân đội Nhật chưa bị giải giới, miền Nam vẫn còn chính phủ riêng và lại lệ thuộc vào Pháp ngay sau khi Anh và Pháp giải giới Nhật. Sự thật thứ năm. Trên phương diện công pháp quốc tế, nền độc lập của toàn đất nước chỉ chính thức đạt được vào năm 1948 với sự ra đời của quốc gia Việt Nam có quốc trưởng và chính phủ. Dù vậy, Việt Nam chỉ được thực sự độc lập sau khi Pháp rút quân về theo Hiệp định Geneva năm 1954. Mặt khác, ý niệm cách mạng cũng không nhất thiết chỉ cô đọng vào mùa thu hay tháng 8 1945 như các sử gia cộng sản vẫn vinh danh là cách mạng mùa thu hay cách mạng tháng 8. Vì sự thật thứ sáu, tinh thần cách mạng đã được phát khởi đầu tiên bởi Việt Nam Quốc Dân Đảng năm 1928 với chủ trương do dân, bởi dân và vì dân, chứ không phải do Đảng Cộng sản Đại Tam Quốc tế phát khởi. Tinh thần cách mạng được thể hiện qua sự vị quốc phân thân của Đảng trưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng Nguyễn Thái Học vào năm 1930 và được tiếp tục nuôi dưỡng bởi nhiều tổ chức chống phá trong suốt các thập niên 1930 và 1940. Sự thật bảy, khí thế cách mạng đã bị Đảng Cộng sản Đông Dương triệt tiêu. Chỉ vài tháng sau, người Pháp được sự đồng thuận của đồng minh trở lại Việt Nam, đổ quân tái chiếm miền Nam rồi tiến ra Trung và Bắc Kỳ. Trước sức mạnh quân sự của Pháp, Hồ Chí Minh đã liên lạc và tinh ký hoặc ước với Pháp chấp nhận đứng trong Liên Việt Pháp, trái hẳn với lời tuyên thệ của Hồ Chí Minh trong ngày 2 tháng 9 rằng Hồ Chí Minh sẽ không bao giờ cương quyết hay hợp tác với Pháp. Đây là một trong những bằng chứng rằng những người cộng sản luôn luôn đặt quyền lợi của Đảng lên trên danh dự của dân tộc. Kết luận, chúng ta đã vượt qua bối cảnh lịch sử của những lá quốc kỳ Việt Nam và các chế độ trong thời cận kim đến nay để nhìn thấy rằng việc sử là của cả quốc dân qua các thời đại chứ không phải của riêng một chế độ nào. Những gì được tạo nên bằng thủ đoạn và bạo lực sẽ không tồn tại lâu dài vì những yếu tố đó không là bản sắc truyền thống của dân tộc Việt Nam. Sau hơn nửa thế kỷ, những sử gia Việt Nam nên nhìn cuộc chiến đấu tháng 8 năm 1945 một cách khách quan để có thể đồng ý rằng cuộc chiến đấu ấy quả thật có một số đặc tính biểu hiện của một cuộc cách mạng quần chúng và có hình thái độc lập tự quyết. Nhưng vì những thủ đoạn hiểm độc trước và sau khi nắm được chính quyền với lý tưởng phi dân tộc và với cứu cánh độc tôn đảng trị, Đảng Cộng sản Đông Dương đã làm mất đi chính nghĩa cao quý của cuộc cách mạng dân chủ đích thực. Mặt khác, tính chất độc lập tự quyết của cuộc chính biến cũng bị lu mờ vì hành động thiếu đại đoàn kết toàn dân mà Đảng Cộng sản Đông Dương đã phát khởi qua các cuộc sát hại dân lành và các đảng phái đối lập một cách khốc liệt. Cờ đỏ đã được khai sinh nhờ các thủ đoạn phi dân tộc đó. Ngược lại, cờ vàng xuất hiện hơn trăm năm về trước, thể hiện ước vọng độc lập, tự do và dân chủ của dân tộc, sẽ được hậu duệ Việt Nam tiếp tục trân quý như một đặc sản truyền thống của dân tộc. Vì vậy, cờ vàng mãi mãi là quốc kỳ trong trái tim người Việt hải ngoại và đại khối đồng bào công cộng sản tại quốc nội. Sẽ có ngày cờ vàng trở lại cương vị quốc kỳ trên quê hương Việt Nam như đã hai lần xuất hiện trong quá khứ. Tiến sĩ Nguyễn Đình Sài. Có phù sa phiêu long, có dòng nước hồng hà nuôi sống người dân lành.